được biết mấy tháng rồi bắt đầu nó lại muốn tập bác sĩ rồi thì nó kêu gì mua máy màu đồ thì nó tiền bạc đã không có, nếu mà làm kêu mua rủi mà làm không được rồi lấy đâu mà đâu. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác với anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long. Và hôm nay thì sau một thời gian cách ly thì bây giờ Bùi Hồ sẽ đến đây thăm lại bà Chính cũng như là anh Lâm. Có một cái nghị lực sống rất là phi thường. Và cũng như là thay mặt cho Mạnh Thường Quân trao cho bà Chính cũng như anh Lâm một cái số tiền vì cái nghị lực sống của anh nè. Bà Chính ơi, con chó có sao mà Chính? Ồ, nó lại rồi. Ôi con sợ quá. Đang tập trị liệu anh Lâm. Đang tập đây. Cô mất quá rồi. Ở đây cũng cao rồi quá. Giờ cũng sợ, cũng chết luôn. Covid thì sao anh Lâm, khỏe không? Khỏe. Khỏe ha. Cái hệ thống gồng gọc của anh Lâm mỗi lần vô là đều nhìn là ấn tượng hết à. Đeo khẩu trang vô. Lúc này Covid quá không ớn. Có chích ngừa chưa anh Lâm? Nó nằm chỗ đâu đi được. Bà Chính là chính chích hết rồi ha. Xong hai mũi nữa rồi. Bà cho em xem với anh Lâm, thằng này 6 giờ tập nhiều chưa? Tập lâu nữa thôi, nghỉ con rồi mới tập lại nha. Hôm trước là mình có tập xương sống được nữa mà, phải không? Đúng rồi. Không ngày ăn uống gì được không anh? Đúng rồi. Đó, cái gồng gọc hiện đại của bác không chị? Phi thường luôn, chứ không phải đơn giản đâu. Thấy con đường thấy lạ, cái bàn nào cắt kế bên thấy tình trạng gì cho anh. Cho làm con đường đổ cát thì... Dạ. Nên qua thấy lạ ha, ổng đang làm. Cho cát hả bà Chính? Cho cát là mấy ổng làm luôn. Rồi làm cho là bà Chính luôn. Quỷ quá. Bà Chính ở đây nè ngồi. Rồi chỗ Lâm á. Vào đây máy này vô cho bà Chính ha. Gần gần con không được, con không sao, con cũng chích ngừa rồi. Chích mấy tháng rồi, đầu nó lại. Cái hệ thống gồng gọc này gồm rất là nhiều cái gồng gọc luôn á. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Lúc đó mà ba cũng cho tiền rồi làm từ từ. Rồi lâu ngày, lâu tháng mới được. Đang cái dạng máy này. Thật ra thì cái hệ thống gồng gọc của anh Lâm á, mà nghĩ ra như thế này là từ cái một là cái kinh tế, hai là gì cái duy trì cái sự sống. Tại vì anh Lâm nó lúc trước là tập vật lý trị liệu ở bệnh viện không là ngại như tiền anh Lâm. Tháng 2 triệu 8. Tháng 2 triệu 8 sau này là nhờ người tới tập không rồi. Ở bên trường Mỹ Linh nói rồi về nhà đó rồi. Mất cơ hội từ thiện. Anh Lâm sao bị thương hả? Tại vì không á. Năm á. Đi làm lộn xe luôn lại á rồi. Không, em biết cái đó, cái chân anh hiện nay kìa. Nằm á, tối nằm á rồi không có chở được thì nó cấm, nó tụ máu, nó làm độc. Rồi cái cấm, còn đêm á, nằm không có chở được thì nó cấm. Tụ máu là. Tụ máu là cái nó làm độc. Bởi vì tốn tiền dữ lắm chứ ơi. Vì phải chăm sóc nó cực cũng chết luôn. Dì Chính đợt dịch rồi, có hỗ trợ người ta có hỗ trợ cho dì Chính không? Có hỗ trợ được 300 ngàn cho người làm tập. Có phát gạo được không anh Lâm? Có được, có 5 kg gạo à. 5 kg gạo. Tại vì nói là tới
cái tổ trong này là hết gạo rồi, nên khúc trong này không ai có. Có được 5 kg gạo thôi, bà chính đâu buôn bán gì được, thì tiền đâu xài. Thì cũng có bạn bè của người Lâm đó, người ta cho chút đỉnh. Của bên mạng rồi, bạn bè rồi đó, lúc đó anh nụ với bùa, anh bùa hộ với tâm gòm rồi ta. Với bà con cô bác rồi ông Thảo lúc đó. Lúc đó ủng hộ kịp thời đó thì dì với người Lâm rất là may mắn. Chứ nhờ không nhờ mấy nguồn đó là cái đại dịch này cũng đuối luôn. Chứ thì mệt mỏi à, tại vì đâu có đi đâu được, đâu mà bán buôn gì. Hay mấy ổng cách ly đi chợ bằng đêm 4 giờ gì đi qua bên cái chợ phường 3 nè đi lén á, mới mua đồ được. Chứ mà dịch quá rồi không có đi đâu được chân á. Anh Lâm nói đừng nói đi lén. Thì mình đi. Nhưng mà bà chính nói đó, nó thiệt có sao nó à. Đi chui. Vì đi bằng đêm á, nhắn teo thì sợ cũng gần chết, sợ mấy đọt chết á. Nó cái nhà này nè, gắn 5 cái camera mà nó dẫn vô thường không có, bây giờ là nó sợ rồi. Bắt hết 2-3 người luôn, bắt cho vô tù luôn á. Ông này gắn 5 cái camera, gắn cho bên gì luôn một cái nữa. Ông nói đặng con chịp nó tới nước luôn mới được. Rồi bắt được, chính camera nó rồi bắt được. Nó đi mượn đường của gì chỗ đào cắm đó. Rồi sợ. Dạ, bây giờ nó sợ rồi. Chứ không thôi, ổng mà ổng vừa làm thang lầu 2 ngày là bắt đầu nó lên nhà giáo và nó cắt camera hết. Ôi, lần đầu tiên là đây mới thấy chiếc giường của anh Lâm luôn. Phát hiện bất ngờ luôn á. Ở dưới này có một cái miếng thiết nữa nè. Thiết tắm chảy á, xuống đó. Nước gom vô thao á. Nước gom vô thao thì nó chảy qua bên đâu? Chảy xuống cái thao á. Ồ, chảy xuống cái thao dưới đó ha. Dạ. Ồ, hay dữ ta. Này anh Lâm nghĩ ra luôn á hả? Mấy anh. Lúc đó gì bị tai nạn giao thông đó rồi mấy đứa anh của nó về làm. Nó bây giờ là làm sao bây giờ? Rồi chị thiết kế cái miếng này đặng tắm nó rồi hứng cho dưới cái gì thì gì làm cách khác. Dạ, trong cái khó đúng là ló cái khôn nó thiệt ha. Nó đụng cái này nó sợ gì, lúc đó gì nghĩ rằng đó nó đụng gì. Thì cái bỏ mà nó đụng gì là chấn thương não, nằm bệnh viện luôn. Hồi sớm giờ có tập ngực cho lưng cho anh Lâm? Không tập thì mấy mà tập thôi chứ có đây. Đâu tập em cho cô bác của anh chị coi sức khỏe phi thường của anh à. Đi gió cái tay này ra nè. Nhục nha. Anh Lâm nhớ em cái gì? Nhớ. Nhớ hả? Nhớ hả? Tới cũng được 2 lần rồi. À. Tới lần cái gì là không có về ở nhà. Lần này là gì là đang ở nhà. Dạ. Tại vì người ta làm cái đường đó. Người ta kêu gì để dọn. Trước khi dịch bùng phát đã có tới mà. Đúng rồi, anh Lâm trí nhớ tốt quá. Thì nói chung thì phải giúp đỡ được người họ. Rất là thôi, cho anh Lâm nói làm như vậy nó rất là hoa thiệt là trời. Cố rõ ràng luôn, chứ nếu mà sau đó thì chẳng tới cái đoạn kiếm phát không được nữa là ngồi. Trao cái phần hỗ trợ của chú Chính á. Dạ, trao phần hỗ trợ của chú Chính nhớ luôn. Trời đã ban phước trợ cho mình. Tới chứ không có hỗ trợ là không có tiền đâu mà còn cái nguồn sống được nhưng mà nó cũng vất vả nó vất vả lên. Cô Chính là tuyệt vời luôn á. Làm cho nói có cái rối tài á. Các chị là lo cho nó trước tiên rồi là dọn dẹp sao á. Ăn cho nó tập á. Cái trời lạnh này thì gì, mua dầu mình tha cho nó. Mình tha bốt. Tập vậy là nó ăn nhiều hơn phải không anh Lâm?
thì tiêu hóa rồi nó tốt hơn vậy đó. Dạ. Ổn tập thì nằm chỗ thì nó đuối. Nằm chỗ thì nó khó tiêu quá hả? Khó tiêu rồi không? Tập thì giống như là vừa mình vừa vận động thể thao nhưng mà cái tuần hoàn nó khá tốt. Có bữa làm cho thì đưa nó ra cho lông phơi nắng. Nếu mới cao nữa thì dở luôn, không có lông lên rút chiếu rồi ra thay thành dễ vậy. Thay chiếu luôn hả? Thay chiếu thì móc cao lên rồi cái dở cái người lên rồi bắt đầu rút chiếu này ra chứ. Dạ. Rồi đưa chiếu vô. Hay quá. Thì nó tự nhiên nó lúc mà hết thì muốn tập bác sĩ rồi thì nó kêu gì mua máy màu đồ thì nó tiền bạc đã không có, nếu mà làm kêu mua rủi mà làm không được rồi lấy đâu mà biết đâu. Ngày cũng dám làm, thấy không dám làm cũng thời gian lâu lắm, cái gì mới thấy bây giờ mình kiệt quệ rồi kêu thuê làm lại, mới kêu nhỏ bạn hết trơn luôn. Cũng cơm ai có trên thành phố á, nó mua không tăng tới nó ủng hộ người ta, người ta mới tới người ta thấy vậy đó, nhưng phải làm nó cho người ta mua mấy phải làm rồi làm cái tiệm mỹ nghiệp bán chừng hình giờ nghỉ rồi. Dạ. Bà đó bà hỏi lần vô là bà hỏi bây giờ cần mua bao nhiêu thì bà hỗ trợ cho, rồi bà cũng mất nói dòng họ mà con chứ bà cho rồi trường mới lên tiếp tục làm dàn giáo rồi là trường hết. Dạ, bà đó cũng trong cái hội sư trình mới lên. Nói chung là qua dịch mà gặp anh Chính với anh Lâm với là cô Chính á. Dạ. Nhầm, gặp anh Lâm với là cô Chính vẫn khỏe nè. Dạ. Vẫn cuộc sống ổn định á. Dạ. Cũng mừng ghê. Dạ. Vì cũng thường thường cũng nói lâu lâu cũng thỉnh thoảng nhắc nhở cháu ở chợ này kia nọ cũng giúp đỡ kịp thời cho mình đó, nên bà con người ta cũng ủng hộ được. Chứ không thôi trận dịch này mệt dữ lắm rồi Lâm ơi, không đi đâu bán được hết trơn cái này chứ nó mệt nổi rồi. Mình cũng dám đợi người ta mà mấy cái chỗ gì bán á là bị nguyên ổ không rồi gì bó tay luôn thì nói thôi rồi. Dạ. Người ta cũng kêu nhưng mà cũng dám bán thì thấy lan lan quá trời luôn rồi. Mình chia sẻ với thông tin là cô bác anh chị mà chưa xem ở những cái clip trước của Bùi Hồ á. Dạ. Thì lần này là xuống lần thứ 3 của Bùi Hồ. Và dạ, cũng có rất là nhiều mạnh thường quân. Thì dạ, trong đó có một chị giấu tên ở Canada. Dạ. Có chú Chính ở Mỹ đã hỗ trợ cho cô. Cũng như là thông tin về cái việc mà anh Lâm là tập nằm để mà tập vật lý trị liệu như thế này đó. Thì trước đây là trong lúc còn sinh viên á, anh Lâm học một cái ngành là thủy sản. Thì sau đó thì anh bác sĩ thú y. Sau đó thì anh đậu xe trên một cái lề đường, có một lần anh đậu xe trên cái dĩa hè thì bị một cái chiếc xe nó lạc tay lái và tông anh lúc đó là 24 tuổi anh Lâm. 26 tuổi. Thì anh nằm liệt giường đến bây giờ luôn. Và cái việc mà hệ thống gồng gọc tự chế như thế này nè là do anh Lâm tự thiết kế ý ra, tự nghĩ ra và nhờ ba mình phải làm cho anh. Và cái việc mà làm để hiện nay được một cái hệ thống gồng gọc hoàn thiện như thế này đó thì phải làm rất là nhiều lần và cũng như là phải chi phí cũng nhờ sự ủng hộ của rất là nhiều người đó. Và đặc biệt là anh Lâm mà nghị được lực sống cũng nhờ cái sự hỗ trợ của cô Chính hàng ngày phải đi bán gạo ở Vĩnh Long này để mà có thể anh Lâm, cô Chính với lại anh Lâm có thể tự đương sống với nhau. Thưa cô Chính, thì hôm nay á thì con cũng có dịp đi ngang qua đây. Thì con thứ nhất á là con đến thăm anh Lâm với lại cô Chính. Con chúc anh Lâm với cô Chính luôn có một cái sức khỏe dồi dào ha. Và đặc biệt là anh Lâm sẽ có một cái phép màu nào đó. Nếu mình niệm Phật hay này có một phép màu nào đó để cho mình cái nguồn năng lượng ở trong cơ thể để mà anh có thể từng ngày có thể tự bước đi được là cái đó là tuyệt vời nhất luôn á. Và con đến đây thì con xin thay mặt cho một cái chú là con thứ của ông Bùi Quang Huệ, là cụ giáo sư của trường Trung học Ngô Quyền ở Biên Hòa Đồng Nai ngày xưa, chú ở Biên Hòa Đồng Nai ngày xưa có chính
đó, để mà gửi cho anh Lâm cái số tiền với cô Chính là 50 đô. À, là con coi như là 2.3 triệu thì con gửi cho cô Chính 1.2 triệu. Dạ. Đó, 50 đô thì 1 triệu một năm mấy đó, con gửi cô. Dạ. Dư trong ngày. Dạ, thì để cho anh Lâm với cô Chính hỗ trợ sau cái đợt dịch này nè, để không có để cho giảm bớt một phần nào khó khăn trong cuộc sống á cô Chính với anh Lâm. Dạ. Cô thay mặt cho gia đình của Lâm á thì cô xin thành thật cảm ơn. Cậu giáo sư Trường Ngô Quyền là con thứ của của giáo sư Trường Ngô Quyền. Dạ. Dạ. Dạ, Lưu Quang Huệ. Dạ. Dạ. Ông Lưu Quang Huệ. Lòng dạ. Từ thiện giúp đỡ cho cháu tôi thì tôi xin thành thật cảm ơn. Và cầu chúc cho gia đình của giáo sư đó gặp nhiều may mắn, giàu giàu sức khỏe. Dạ. Luôn cả lời cảm ơn cháu luôn, đã có lòng động viên mà người ta mới biết được cái hoàn cảnh của em Lâm này. Dạ. Chị cũng cảm ơn, cầu chúc gia đình cháu cũng gặp may mắn, dồi dào sức khỏe. Thì xin cảm ơn. Dạ, cô Chính. Dạ. Ôi, anh Lâm. Em xin gửi lời cảm ơn đến chú con của chú Huệ. Dạ. Là cảm ơn chân thành nhất. Dạ. Cũng xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm rồi á, với chính quyền rồi đã ủng hộ giúp đỡ cho Lâm cùng với gia đình từ trước đến nay luôn. Nhờ vậy mà cái cuộc sống cũng như cái quá trình tập luyện của Lâm cùng với gia đình cũng có kết quả, có đà tiến lên phục hồi khá như giờ. Hy vọng trong tương lai sẽ bước được ra ngoài. Lâm cũng như, không biết nói gì hơn là vô cùng cảm ơn mọi người và chúc mến chúc mọi người luôn có cuộc sống an lành hạnh phúc và vạn sự như ý, luôn có một mùa Giáng sinh thật sự là vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn. Dạ. Rồi con cũng Bùi Hồ cũng thay mặt cho anh Lâm với lại cô Chính xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cũng như là hỗ trợ cho anh Lâm với lại cô Chính để mà vượt qua những lúc khó khăn như thế này. Hương cô Chính nhưng mà Chính thôi con đến thăm thấy sức khỏe Lâm thì cũng rất vui. Con xin phép con về. Hôm nào có dịp thì con sẽ quay trở lại hoặc là đi ngang con sẽ thăm ha. Dạ. Cảm ơn Hồ luôn ha. Dạ.